Chào mọi người. Thì uh, clip hôm nay điện tử Minh thư sẽ uh, giải thích với tất cả các bạn về uh, các cái kết nối trên uh, một chiếc amply thông thường. Đó, thì uh, đây thì hầu hết các cái của Việt Nam hiện nay thì đều là nó gần gần giống nhau cả. Đây thì uh, trước tiên thì các bạn thấy dây nguồn cắm điện 220V ground tức là các bạn cái điểm này này các bạn nối đất đó thì thì để chống chạm vào vỏ này giật điện đó các bạn hoặc là nếu mà bạn nhà bạn nhà nào bạn nào mà không có nối đất thôi không có ống đồng nối đất thì các bạn có thể dùng một sợi dây các bạn nối vào đây xong các bạn đóng một cái đinh vào tường các bạn quấn vào càng gần càng tốt nhé đó mình đóng vào tường cũng được nó sẽ giảm giật cho các bạn rất là nhiều và full tức là cầu chì thì khi mà âm ly có bị lỗi sự cố gì thì cầu chì sẽ bị cháy đầu tiên đó, thì các bạn cứ kiểm tra cái này đó và quan trọng là cái phần bên này thì đây là đầu ra âm thanh nó cộng ra loa ra loa nhé các bạn rồi right, là loa bên phải loa bên trái hai kênh đó thì ở phần trên và phần dưới thì nó song song với nhau cái này nó cũng giống cái này này cái này nó cũng giống cái này đó thì màu đen là dây âm ground và màu đỏ là dương đó. khi các bạn kết nối thì mình chú ý chiều tại vì có một số loa thì nó mắc tụ trên đầu vào dương đầu vào dương nếu mà tụ tụ chép tụ thì không nói gì mà khi mà tụ phân cực thì các bạn mắc sai thì rất dễ là bị cháy cháy loa gì đó, đó rồi ok thì cái phần này là phần các cổng kết nối đây trước tiên thì mình sẽ nói các cổng đầu vào âm thanh thì các bạn để ý phần music music hoặc là có một số là dòng amply thì nó đều input nha à, nó đều để... à, input đó thì uh, music là nhạc lại các bạn đầu vào a đầu vào b thì phần trước amply luôn luôn có một cái nút chọn cái nút nhấn để các bạn chọn kênh a vào hoặc là kênh b các bạn có thể kết nối hai cái cùng lúc A thì vào đầu đĩa chẳng hạn và B thì các bạn cắm Z 5 cắm điện cắm điện thoại chẳng hạn thì khi các bạn muốn chuyển thì các bạn chỉ việc ấn nút ở trước không phải uh, uh, cắm dây ngồi sau uh, ngành ok và thứ hai thì bỏ qua cái này nhé tiếp theo thì cái phần line in line in tức là đầu ra song song đó tất cả các tín hiệu vào của các bạn sau khi qua cái uh, bộ phận tất cả các nấm chỉnh ở ngôi trước á các cái đầu cái cái bộ phận chỉnh uh, micro hay là uh, nhạc bass tép gì đấy Trước khi qua cái mạch công suất để chạy chạy cho loa, chạy cho cái loa đầu ra đầu ra như thế này thì uh, nó sẽ ra cái cái này. Đó. Thì cái đầu like in line này, đầu like này thì các bạn uh, chú ý là uh, các bạn có thể kết nối song song với một cái ampli khác. Đầu line tín hiệu ra các bạn có thể kết nối vào đầu vào của một ampli khác. Đó, kết nối vào đầu vào tiếp tục chỉnh hoặc là kết nối với uh, đầu like của một ampli khác để mình mắc song song tín hiệu chỉnh trên một amply nhưng mà mạch công suất thì chạy cả hai amply chẳng hạn đó các bạn chú ý nhưng mà có một số này các bạn để ý nha nó có like nhưng mà like a thì nó chỉ song song với kênh a này thôi đó thì khi các bạn chọn một kênh b này thì, thì 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 tín hiệu nó không nó nó không có nha tín hiệu like nên nó sẽ không có tín hiệu đó các bạn chú ý và red đây red thì cũng tương tự như like có một số amply sẽ mắc song song trực tiếp hai cái này giống nhau, hai cái này giống nhau. Đó. Thì nhưng mà có một số thì thường thì nó sẽ mắc một con trở để cản dòng, đó. một con trở. Một con trở nhé. đâu thì đỡ con red này, tức là re, 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 record á là là ghi âm đó. Record đó, đó. Thì, thì chúng ta có thể cắm vào máy tính chúng ta thu thu âm lại. Tức là khi các bạn nhạc và hát như thế nào đó thì mình thu lại mình lưu lại những cái âm thanh không bị nhiễu tạp từ bên ngoài đó thì đó thì cũng tương tự còn cổng mic cũng là đầu ra song song giống như like nhưng mà nó chỉ nhận cái tín hiệu của hai cái kênh của các cái kênh micro đó của các tín hiệu kênh kênh micro nhé micro các bạn các bạn nói gì thì nó 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 sẽ ra đầu đây và không có tiếng nhạc này đầu đầu mic này sẽ không có tiếng nhạc cái đầu này chức năng là các bạn kết nối quay ngược lại một số cái đầu đĩa đó các bạn chẳng hạn như đầu Adrian của Phú Nhuận đó thì thì nó nó có cái phần mà chấm điểm score score đó thì mình sẽ kết nối cái đường mic này quay ngược lên trên đầu đĩa của các bạn để nó chấm điểm cho chính xác đó, là, là tín hiệu tiếng của các bạn này ok và cái phần effector đó effector đó thì tôi cũng tương tự như vậy cái đầu input đây cái đầu output này là cái cái đầu output nha thì cái đầu output này là cái phần ra của tín hiệu sau khi điều chỉnh hết tất cả cũng giống như cái cổng like đây tương tự như cổng like tương tự như cổng like nha đó thì sau khi điều chỉnh hết tất cả này thì cái 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 phần này nếu mà các bạn không sử dụng một thiết bị effect ví dụ như là equalizer đó cái mà lọc tiếng đó thì các bạn quay ngược trở lại tín hiệu vào mạch công suất input Đó là input vào mạch công suất nha các bạn mạch công suất trong cái Amelie này đó. thì uh, mình nếu mà không sử dụng thì mình cứ kết nối như thế này mặc định là tất cả các cái, cái đường ngoài bên này thì nó sẽ chung uh, mát hết chung với đất nha nên tất cả cái đây là nó không quan trọng nên người ta chỉ việc cắm cái cái chân ở giữa này chỉ có cái chân ở giữa thôi nó chân tín hiệu Đó. thì đây qua đây thì nó quay trở lại mạch công suất Đó. nó quay trở lại mạch công suất các bạn còn nếu khi các bạn kết nối với có đầu lọc tiếng hay là gì đó thì đầu out nha đầu out đây các bạn kết nối vào đầu in của lọc tiếng đó xong rồi sau khi qua cái lọc tiếng thì cái đầu out ra của lọc tiếng thì các bạn kết nối quay ngược lại đầu in input này để qua mạch công suất và xử lý và phát ra loa đó. đó thì đơn giản như vậy cái phần like này lưu ý gì khi mà các bạn muốn kết nối mà nhiều loa đó kết nối thêm một hai âm ly nữa các bạn cắm phần like nếu phần like không đủ bạn có thể cắm phần red vẫn được nhé phần red vẫn được nhưng mà có thể là tín hiệu sẽ nhỏ hơn một tí nhưng mà các bạn vẫn có thể sử dụng được đó còn mic thì ra chỉ ra tiếng thôi chỉ có tiếng của các bạn tiếng tiếng micro còn không có nhạc chỉ có red thì có cả nhạc và và tiếng nhé các bạn chú ý rồi như vậy thì clip này thì mình sẽ giải thích với các bạn đơn giản như vậy bạn nào có thắc mắc như thế nào thì thì cứ comment bên dưới và mình sẽ trả lời các bạn rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi chào các bạn